Xin chào tất cả mọi người. Và hôm nay Việt Sang sẽ giới thiệu cho mọi người top 7 cây đàn đã qua sử dụng dưới 10 triệu hay nhất hiện nay. Và đầu tiên sẽ là cây đàn Yamaha S710. Các bạn vừa được xem qua cây đàn S710 giá 10 triệu. Và các bạn có thể kiếm được những cây đàn 710 giá rẻ hơn, ví dụ như tầm khoảng 7-8 triệu cũng đều được ha. Nhưng một cây đàn đẹp long lanh như thế này là phải là từ 9-10 triệu đổ lên. Và giá này các bạn sẽ được tặng giáo trình học nè, USB nè, báo giá, chân đàn ha. Và đặc biệt S710 này có thể đọc được USB trực tiếp, có thể lên đến vài ngàn điệu, rất là hay. Nó có thể đọc được dữ liệu của Yamaha S910 được luôn nha mọi người. Và có một khả năng đặc biệt là các bạn có thể nâng cấp lên A2000 nếu các bạn muốn. Các bạn có thể nâng cấp lên cây Yamaha A2000 nếu các bạn muốn. Và khi nâng cấp được thì các bạn sẽ thì cái đàn này sẽ đọc được Summer V17 ha, tuyệt vời ha. Rồi, và đây là cái đàn quốc dân được rất là nhiều người ưa chuộng ở thời điểm 10 năm trước ha. Thì bây giờ nó cũng đã lâu rồi nhưng mà độ bền của nó cũng rất là tuyệt vời mọi người. Cái 710 này có độ bền rất là tốt và âm thanh cũng khá hay trong tầm giá. Tiếp theo sẽ là một cây đàn Yamaha S900. Sang xin gom gọn lại 4 cây luôn là Yamaha S900, BSR 3000, BSR 2001, BSR 1500, thậm chí là BSR 2000 luôn mọi người. Thì những dòng đàn này cũng khá lâu đời rồi, nếu nói không hoa thì có thể lên tới mười mấy 20 năm luôn á. Mà cho dù mười mấy 20 năm nhưng vẫn sử dụng rất là tốt ha. Và vì nó quá lâu đời thì sẽ lâu lâu có những cái trục trặc nhỏ cũng không đáng kể đâu mọi người, chẳng hạn như phím hay là cao su. Còn nếu mà liên quan tới màn hình á, liên quan tới màn hình thì một là sẽ thay màn hình mới cho mọi người, hai là sẽ bớt cái giá còn rẻ hơn cái giá mức đưa ra nữa. Thì chẳng hạn như cây 7S900 mà đẹp len ken như vậy thì giá chỉ có 7 triệu rưỡi thôi, thậm chí có những cây cũ hơn thì giá tầm 5-6 triệu vẫn có luôn mọi người ha. Và những cây 2001, 1500, 3000, 4-5 triệu nhưng mà được bù vào, nó tuy nó cũ nhưng âm thanh rất là hay, vì những cái đàn này là những cái đàn đi show thời xưa cho nên âm thanh hay lắm ha. Nhưng mà bù lại thì đã lâu đời thì cho nên có những trục trặc nhỏ sẽ có thể xảy ra ha. Rồi, nếu mọi người muốn sử dụng một cái đàn gọi là bền bỉ vời thì đây, vừa rẻ vừa bền, Yamaha E463. Cái đàn này thì với cái đàn E473 thì cùng có một âm thanh cũng khá hay giống nhau, thì có thể chỉ, nhưng mà khuyết điểm của nó chỉ có thể đọc được 10 điệu, có thể đọc được 10 điệu ha. Và cây này thu 473 một chỗ là nó chưa đọc được micro, nhưng mà mọi chức năng khác thì giống như cây E473 vậy mọi người ha. Chỉ thua cái 473 một chỗ là chưa đọc được micro thôi, còn mọi thứ thì giống y chang cây E473. Và cây E473 này Sang sẽ đợi đề mùa rất nhiều trên mạng rồi, và giá cây này chỉ là 6.500.000 có thể đọc được 10 điệu, độc quyền của Việt Sang. Rồi, tiếp theo một cái đàn Sang nói rất là nhiều, đó là cây Yamaha E473. Cây này là cây thứ 7 ha. Cây Yamaha E473 thì cái cây này thì Sang cũng nói luôn là nó có thể đọc được 10 điệu Summer, 10 điệu thôi nha. Cầm micro hát được. Và đàn mới 100% trong hộp luôn, là giá là 9.800.000 đồng. Nếu mà ai muốn đàn cũ mà tốt thì có thể sử dụng 463. 463 thì chỉ có 6.500.000, đàn còn đẹp trên 90%. Còn nếu ai chơi hàng mới luôn thì nên dùng con này luôn, E473, giá là 9.800.000, tặng full phụ kiện mọi thứ. Và đó là một số thông tin về những cái dòng đàn dưới 10 triệu mà đáng để mọi người mua và sử dụng ha. Còn những nhiều dòng đàn khác nữa Sang sẽ giới thiệu sau. Và xin cảm ơn mọi người rất nhiều và hẹn gặp lại mọi người ở video kỳ sau.